Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ chữa một phần mà có lẽ có khá là nhiều bạn đang mong chờ. Đấy là phần đọc hiểu đề thi N1 tháng 7 năm 2022 vừa rồi. Đầu tiên là bài đọc ngắn. Thì các bạn biết là khi mà làm bài đọc ấy, thì lý tưởng nhất là chúng ta sẽ đọc toàn bộ nội dung. Chúng ta hiểu toàn bộ nội dung đấy rồi chúng ta chọn đáp án đúng không? Thế nhưng mà thực ra khi mà chúng ta làm bài bị rất là nhiều yếu tố khác nó chi phối. Và thường là các bạn sẽ chưa có nhiều thời gian để luyện tập nhiều. Thành ra là cái việc mà đọc và hiểu toàn bộ nội dung của văn bản sẽ rất là khó. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải gì nhỉ? Cần phải biết cách làm bài đúng không? Đấy, vậy thì sau đây chúng ta thử xem là vậy thì cách làm bài của bài đọc hiểu trong đề thi N1 sẽ là như thế nào. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng giải quyết bài đầu tiên nhé. Đó là bài đoạn văn này. Thì để mà làm cái dạng thức như vậy ấy, các bạn sẽ đọc câu hỏi trước. Ví dụ như câu này, các bạn quan sát câu hỏi này. Câu 46. Câu hỏi là Hisa ga bangumi zukuri ni oite kiken da to kanjiteru koto wa nanika, có nghĩa là cái điều mà tác giả đang cảm thấy là nguy hiểm trong cái việc sản xuất chương trình là gì. Thì ở đây khi mà đọc câu hỏi các bạn phải tìm được keyword độ của câu hỏi, từ khóa của câu hỏi. Thì trong cái câu này ấy, cả bài này nói về bangumi zukuri rồi, nói về việc làm chương trình rồi, thì cái từ khóa quan trọng nó là từ kiken, là từ nguy hiểm nhá. Vậy các bạn sẽ lên đoạn văn, các bạn tìm những cái phần nào mà nói đến cái nguy hiểm đấy thì các bạn tập trung vào nó. Thì các bạn quan sát. Thứ nhất này, chúng ta thấy đây có từ kiken-se này đúng chưa? Thứ hai là chỗ nào? Kiken-se tiếp này, đó. Và thứ ba là có cái từ aya-u-sa đúng nhỉ? Đấy. Thì có ba chỗ này là cái chỗ quan trọng, thì chúng ta sẽ khoanh vùng cái đoạn này lại nhá. Đằng sau trợ từ ga sẽ là quan trọng này, vậy phần phía trước chúng ta có thể lược bớt đi này. Câu này khá là dài nhưng mà các bạn quan sát ở đây các bạn thấy có gì đấy? Các bạn thấy có cái dạng thức là đây, cô tố đế cái t có nghĩa là bằng cái việc làm gì đó, thì nó gây ra một cái điều ngược lại này. Đây. Đây, cái câu cuối cùng ấy là toriwake kê giống tô quy nhĩ, là đặc biệt là nó đưa ra một cái trường hợp đặc biệt, một trường hợp cụ thể. Thì thường cái này là mang tính chất ví dụ thôi, nó sẽ không quan trọng lắm, chúng ta có thể bỏ qua. Vậy thì hai câu quan trọng của chúng ta sẽ là hai câu này. Chúng ta cùng xem hai câu này người ta biết cái gì nhá. 一方間違えれば わかりやすいだけの番組作りになってしまう危険性がある。Đó là nếu mà nhầm lẫn, ipo đây là một bước, một giai đoạn, ở một bước nào đó, ở một giai đoạn nào đó ấy, thì sao? Thì sẽ có nguy cơ đúng không nhỉ? Thì sẽ có cái nguy cơ mà biến thành cái việc gì đấy nhỉ? Biến thành cái việc tạo ra sản xuất là một chương trình mà chỉ chăm chăm vào cái sự dễ hiểu, chỉ chăm chăm vào cái tính dễ hiểu cho người khác. Đây là cái phần đầu tiên. Phần thứ hai thì các bạn thấy người ta viết như sau này. わかりやすくすることで、かえって事象や事実の複雑さ、複雑さ、多面性、つまり事実の豊かさを削ぎ落としてしまう危険性があるのだ。Thì mọi người thấy có sumari là tức là có nghĩa là này, nó giải thích cho cái phần phía trước đúng không? Nó là tóm gọn lại. Đấy, nói cách khác thì khá là quan trọng và đặc biệt có từ noda. Đấy, một biểu hiện mang tính chất siêu chối Hyogen hoặc là quan hệ nhân quả thì khả năng rất cao. Cái phần quan trọng mà người ta muốn nói là sẽ ở đoạn này đúng không? Thì các bạn thấy ở đoạn này người ta viết gì đây? Đó là người ta viết như này này. Có một cái gì nhỉ? Có một cái nguy cơ đúng không? Đấy. Có một nguy cơ mà người ta sẽ làm sao? Người ta sẽ, đây đặc biệt là chỗ này người ta có phần chú thích nhá. Thì cái phần chú thích này cũng rất là quan trọng. Tại sao người ta lại phải giải thích ra như thế? Chú thích của người ta là cái dư dự có nghĩa là cắt đi, xóa đi. Có một cái nguy cơ là người ta sẽ gì nhỉ? Người ta sẽ cắt đi mất, xóa đi mất cái tính phong phú của sự thực, của sự việc. Đấy. Mà cái gọi là tính phong phú của sự thực sự việc này nó chính là cái gì? Tính đa dạng này, cái độ phức tạp này, chiều sâu của sự thực sự việc hoặc là sự vật hiện tượng. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy rồi đúng không? Các bạn sẽ xem gì nhỉ? Cái điều nguy hiểm là gì, xem cái ý nào mà giống cái đó nhất nhá. Thì bây giờ các phương án. Đây, các bạn thấy điểm chung của hai câu mà chúng ta vạch ra ấy, nó đều nhắc đến cái gọi là sự dễ hiểu đúng chưa? Đây. Và đây. Vậy thì cái phương án nào mà không nói đến cái sự dễ hiểu ấy thì khả năng sẽ là không đúng. Ví dụ các bạn thấy câu 1 này. Shichou ritsu wo agee you toshite
Jijitsu to wa kotonaru koto o tsutaete shimau koto. Đó là cái việc cố gắng nâng cao cái gì đây nhỉ? Cố gắng nâng cao cái tỷ lệ người xem. Đấy, Shichoritsu đây là chính là cái rating đấy. Là cái tỷ lệ người xem, tỷ suất người xem nhá. Và truyền tải những điều mà không đúng với sự thật, khác với sự thật. Cái này thì không phải đúng không? Không nói. Như vậy là câu này chúng ta có thể loại đi này. Mục đích chưa đúng và gì đấy cũng không phải là gì nhỉ? Truyền tải những điều khác với sự thực nhá. Lại chưa nói đến cái sự dễ hiểu trong đây. Câu số 2, câu số 2 bắt đầu thấy có cái sự dễ hiểu rồi. Wakariyasui koto dake o tsutaete shichoritsu sha ni shicho sha ni kanshin o motare naku natte shimau koto. Đó là cái việc gì đây nhỉ? Truyền tải chỉ những điều dễ hiểu và gì đây? Và không gì đây nhỉ? Không được khán giả quan tâm. Đấy, không nhận được sự quan tâm từ khán giả, không mang đến cho khán giả cái sự quan tâm. Về trước thì có thể coi là được đúng không? Truyền tải những cái điều dễ hiểu này, nhưng mà về sau ấy thì hoàn toàn không đề cập, nên là câu này cũng sai. Tiếp theo, câu số 3. Wakariyasuku shiyou toshite jijitsu o hori sagete tsutaerare naku natte shimau koto. Đó là cái việc gì đấy? Cố gắng làm dễ hiểu. Đấy. Và làm sao nhỉ? Và đây có từ hori sageru có nghĩa là đào sâu nhá. Đấy. Đi với lại động từ tsutaeru đằng sau có nghĩa là truyền tải và đào sâu cái gì đó, thì đây người ta dùng dạng nai có nghĩa là không. Và làm sao đây? Không thể đào sâu để truyền tải được sự việc. À, hợp lý với cái việc gì đây nhỉ? Nó chính là cái biện pháp ikae, cách nói khác, cách diễn đạt khác của việc gì đấy? Của việc cắt bỏ đi cái sự phong phú, cái sự đa dạng của sự việc đúng không? Đây, hay là chiều sâu, độ phức tạp này. Như vậy cái đoạn này chính là ikae. Đấy. Chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án 3. Nhá. Thì ikae của chúng ta là gì đây? Cái chỗ này này. Nó bằng với lại cái đoạn mà gì đấy? À, cắt bỏ đi cái tính đa dạng, cái tính phong phú của sự việc. Đấy. Ví dụ như tính đa chiều này hay là độ phức tạp đúng không? Sự phức tạp, chiều sâu. Còn cái việc cố gắng gì đây nhỉ? Cố gắng làm cho nó dễ hiểu thì chính là wakariyasuku koto de. Đấy, bằng cái việc như này thì có cái nguy cơ này. Vậy thì đáp án đúng là 3. Câu số 4 này. Message wo shimpuru ni shiyou to shite honshitsu ga wakari nikuku natte shimau koto. Đó là cái việc khi cố gắng làm đơn giản hóa thông điệp. Đấy, làm cái lời nhắn, làm cái thông điệp nó trở nên đơn giản ấy thì sẽ khó hiểu bản chất. Cái này thì cũng không nhắc đến, nên là chúng ta sẽ chọn đáp án 3. Đó, thì nếu như nắm được cách thức làm thì chúng ta có thể chọn được đáp án tương đối là nhanh. Thì thường khi mà cái thời gian nó không đủ ấy thì các bạn sẽ làm theo cái cách như vậy nhá. Chứ nếu mà cả bài, cả đề mà các bạn gì nhỉ? Các bạn đều làm theo cái cách thức này thì sẽ mắc bẫy rất là cao. Cái thứ hai là các bạn không hiểu bản chất của đọc. Thế nhưng mà cả đề mà chúng ta cứ chăm chăm chúng ta đọc hết cả bài ấy, thì lại khả năng không đủ thời gian. Đó, cho nên là chúng ta sẽ kết hợp hai cái hình thức, đó là đọc toàn bộ văn bản hoặc là gì nhỉ? Hoặc là đi dò tìm đáp án tùy từng cái giai đoạn. Thường là cái giai đoạn sau khi mà còn ít thời gian chúng ta sẽ áp dụng cái hình thức là đi dò tìm đáp án. Đấy. Chúng ta sẽ xem nội dung bài này người ta viết cái gì nhá. Để gọi là đây giả sử nếu như chúng ta không làm theo hình thức là dò đáp án, chúng ta đọc hiểu đi thì sẽ đọc tuần tự thôi đúng không nhỉ? Terebi bangumi wa sono bangumi naiyou no subete ga shichosha ni tsutawaru yo wakaru yo ni tsukurareru ga 一歩間違えれば分かりやすいだけの番組作りになってしまう危険性がある。là gì đây? À, chương trình truyền hình ấy thì được sản xuất ra đúng không? Để gì? Để tất cả nội dung của chương trình đó ấy có thể truyền tải tới khán giả và để cho họ có thể hiểu được, đúng nhỉ? Nhưng đó là từ chuyển mạch quan trọng nhé. Thế nhưng này, nếu như mà nhầm lẫn, sai sót ở một bước, một công đoạn nào đó ấy, thì nó sẽ có nguy cơ biến thành cái việc tạo ra một cái chương trình chỉ nhằm mục đích là làm sao cho dễ hiểu, chỉ chăm chăm vào cái việc dễ hiểu này. Message ga shimpuru na bangumi no hou ga shichoritsu o toriyasui nado to iwareru keikou ga aru naka de wakariyasuku suru koto de kaete jishou ya jijitsu no fukasa fukuzatsu sa taimensen tsumari jijitsu no yutakasa o sogi otoshite shimau kikensei ga aru no da. Đó là gì đấy? Ở trong cái khuynh hướng đúng không?
trong cái xu hướng mà đang được nói là gì nhỉ? Những cái chương trình mà có cái lời nhắn, có cái thông điệp đơn giản, dễ hiểu ấy, thì nó sẽ dễ dàng lấy được, dễ dàng có được cái tỷ lệ người xem đông đảo, dễ dàng có được cái tỷ lệ có cái rating cao đấy. Đấy. Thì sao trong cái xu hướng, trong cái dòng chảy như này nhá, thì này, bằng cái việc mà làm mọi thứ nó trở nên đơn giản hóa đi, dễ hiểu đi ấy, thì ngược lại nó sẽ có một cái nguy cơ. Có một nguy cơ như thế nào? Có một nguy cơ đó là sẽ cắt đi, sẽ bỏ đi đấy những cái gì, những cái tính đa dạng, những cái độ phức tạp, cái sự phức tạp chiều sâu của sự thực, của sự việc cũng như là sự vật hiện tượng đấy. Có nghĩa là sẽ đánh mất đi cái tính đa dạng của sự việc đấy, đặc biệt là trong Hodo Bangumi Toriwake Hodo Bangumi deva kono koto wa chimeteki na ayausa ni naru, đặc biệt là trong chương trình thời sự ấy, trong chương trình tin tức ấy, thì cái điều này nó sẽ biến thành một cái gì nhỉ? Một cái mối nguy rất là nghiêm trọng, mang tính chất rất là chí mạng đó. Thì đây là cái việc mà chúng ta gì đấy, chúng ta đọc và tìm hiểu toàn bộ nội dung thì chắc chắn là nếu mà bạn nào mà đọc và hiểu được hết nội dung thì cái việc chọn nó sẽ rất là dễ rồi. Nhưng mà giả sử không có thời gian thì sẽ làm theo bước như này nhá. Đó. Thì đấy là cái câu này. Thì nếu mà bạn nào mà muốn học kỹ hơn những cái cách thức dịch cũng như là cách thức dịch văn bản cũng như là cách thức làm bài ấy, thì các bạn có thể xem thêm các video ở trên trang YouTube Ánh Sensei, hoặc là các bạn có thể đăng ký khóa học trực tiếp ở N1 để có thể củng cố thêm kiến thức cho mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang bài trung văn. Bài trung văn này là một bài mà viết về gì đấy nhỉ? Viết về anime, animation. Là một cái lĩnh vực mà chắc là rất là nhiều bạn sẽ quan tâm đúng không? Rất là thích khi mà học tiếng Nhật. Đặc biệt ngay cả mình cũng rất là thích cái anime này. Thì chúng ta cùng thử xem cái bài này chúng ta sẽ làm như nào nhá. Tương tự này, cái việc mà đọc tuần tự để chọn ấy thì đơn giản rồi. Đấy, đặc biệt là nếu mà các bạn đã quen, đã dịch được hết thì sẽ rất là dễ. Nhưng mà giả sử nếu không có thời gian khi đi thi thì chúng ta làm thế nào? Thì vẫn như cái cách làm của cái phần trước, các bạn hãy đọc câu hỏi. Ví dụ câu 52. Đọc thật kỹ câu hỏi này. Hisha ni tote animation o tsukuru sangyo to wa dono yona mono ka? Đó là đối với lại người viết ấy, thì cái công việc sản xuất anime là thứ như thế nào? Thì từ khóa của chúng ta ấy đó là gì đấy? Đó là sản xuất anime đúng không? Thì các bạn sẽ thử xem cái phần nào trọng tâm nói về cái quá trình sản xuất nhé. Thì các bạn nhìn thấy gì đấy nhỉ? Ở đoạn đầu tiên nó có cái từ sagyo đây. Tiếp theo từ tsukuru đúng không? Đấy, được lặp đi lặp lại khá là nhiều. Vậy thì khả năng rất cao đoạn đầu tiên nó sẽ chứa cái gì đấy? Chứa cái thông tin. Và chúng ta gì nhỉ? Chúng ta sẽ xem thật là kỹ cái đoạn đầu tiên nhé. Rồi chúng ta xem đoạn đầu tiên này. Chưa hẳn là có thể khoanh vùng ra ngay được đâu. Bởi vì là gần như là cả phần đoạn đầu tiên là nhắc đến cái việc gì đây nhỉ? Nhắc đến cái việc sản xuất phim hoạt hình, anime. Chúng ta cùng xem này. これまで随分たくさんアニメーションを作ってきましたが、しかし、なかなか未だにうまくアニメーションを作るのは難しく大変です。Đó là gì đấy? Đó là từ trước đến nay ấy, trước giờ ấy, thì tôi đã làm rất là nhiều, khá là nhiều cái bộ anime, khá là nhiều bộ phim hoạt hình. Thế nhưng mà sao nhỉ? Thế nhưng mà ấy, imadani là vẫn nhá. Cái từ này là chữ xảo trong từ tinh xảo ấy, nhưng mà trường này nó đọc là umaku. Thế nhưng mà cái việc mà tạo ra một cái bộ anime đúng không? Một cách gì nhỉ? Một cách thú vị, một cách xuất sắc, một cách hay ấy, thì nó vẫn làm sao? Vẫn rất là khó, vẫn rất là vất vả. いつもどう作ったら良いのか、作り始めてからも戸惑ってしまうのです。Đó là gì đấy? Đây có cái từ tomado đúng nhỉ? Có nghĩa là bối rối, lúng túng, băn khoăn. Thì gì đấy nhỉ? Tôi luôn luôn băn khoăn, đúng không? Tôi luôn luôn lúng túng, bối rối. Đấy, kể cả khi sau khi mà tôi bắt đầu thực hiện, tôi bắt đầu làm ấy, xem là làm sao nhỉ? Vậy thì mình phải làm thế nào thì mới mới tốt? Đấy, mình nên làm thế nào nhá? Kể cả sau khi bắt đầu làm thì tôi vẫn luôn luôn bối rối, không biết mình phải làm thế nào. しかし、少しずつ形になってくると、
futsu futsu to tanoshiku natte kuru no desu. Thế nhưng mà sao? Thế nhưng khi mà gì nhỉ? Khi mà cái bộ anime ấy nó dần dần nó định hình, nó thành hình. Đấy. Thế nhưng mà khi bộ anime dần dần nó hình thành từng chút một ấy thì sao? Thì futsu futsu. Đây các bạn thấy người ta giải thích ở dưới này. Futsu futsu xem là gì nhá. Kokoro no naka kara waite kuru yo ni. À, sục sôi đúng không? Dâng trào. Thì gì nhỉ? Thì tôi càng ngày càng cảm thấy cái niềm vui nó sục sôi ở trong tôi, nó dâng trào trong tôi, có nghĩa là khi mà bộ cái bộ phim đó ấy nó ngày càng hoàn thiện đấy, thì tôi càng ngày tôi càng cảm thấy gì đây nhỉ, sung sướng, vui vẻ, cái cảm xúc đấy nó dâng trào trong tôi. Soshite deki agatte kita imeji to jibun no atama no naka no imeji to no ichi to zure o chikazuketari tozaketari suru tame ni takusan no sagyo o tsumi kasanete saigo ni wa doko ka de akirame o tsukete owari ni shimasu. Một câu khá là dài. Và làm sao đây? Các bạn thấy nhá, đây là mệnh đề tame ni này, là đề này. Vậy thì toàn bộ cái phía trước ấy là cái mục tiêu của họ thôi. Vậy thì người ta sẽ làm gì đấy? Người ta sẽ tsumi kasaneru, có nghĩa là chồng chất. Đấy, tiếp tục lặp đi lặp lại, tích lũy đúng không nhỉ? À, và làm sao? Và nhân vật tôi ấy thực hiện rất là nhiều gì đây, rất là nhiều công đoạn, rất là nhiều thao tác, rất là nhiều việc để gì? Để cho này. Ở đây các bạn quan sát. À, để cho nhé, thứ nhất đó là cái hình ảnh đúng không? Ở đây các bạn thấy có hai cái hình ảnh. Thứ nhất là cái hình ảnh mà Deki Agatte Kita, cái hình ảnh mà được tạo thành. Đấy, cái hình ảnh mà được tạo ra. Cái hình ảnh mà sau khi mà hoàn thiện. Và hình ảnh gì đây? Và hình ảnh mà Jibun no Atama no Naka, và hình ảnh mà tôi hình dung ra trong đầu, đúng không nhỉ? Đấy, để làm sao? Để cho này, để cho cái hình, hai cái hình ảnh này ấy, nó tiến lại gần nhau nhá. Đấy, có thể tiến lại được cái sự gọi là cái sự thống nhất, hòa hợp giữa hai hình ảnh này. Hay là gì đấy? Hay là để dưới đây là cái sự chênh lệch, khoảng cách đúng không nhỉ? Hay để làm gì đây nhỉ? Biến, làm mất đi, xóa tan đi khoảng cách giữa hai hình ảnh này. Đó, thì họ tiếp tục thực hiện rất là nhiều công đoạn, rất là nhiều việc để gì đây nhỉ? Để có thể làm được điều đó, khiến cho cái hình ảnh mà gì đây nhỉ? Hình ảnh mà được tạo thành đấy, hình ảnh thu được với lại cái hình ảnh mà ở trong đầu, hình ảnh mà mình tưởng tượng ra nó thống nhất với nhau. Và sai gồ nhiều ạ. Và cuối cùng ấy sẽ làm sao đấy? Sẽ từ bỏ đúng nhỉ? Bỏ đi đấy. Akirame ru là bỏ cuộc, động từ thì akirame là sự từ bỏ này. Và cuối cùng ấy là sẽ từ bỏ ở một điểm nào đó, một chỗ nào đó và hoàn tất tác phẩm, hoàn thành tác phẩm. Vậy bây giờ các bạn sẽ xem cái nào là gì nhỉ? Là cái phần nội dung của cái phần chúng ta vừa mới tìm hiểu nhá. Chúng ta cùng xem này. Ichi nhá. Jibun no imeji dori ni naru koto o motomezu ni tanoshimi nagara katachi ni suru. Đấy là gì đây? Đấy là gì nhỉ? Đó là không đòi hỏi, không yêu cầu cái việc phải đúng theo hình ảnh của bản thân. Đấy. Mà gì? Mà vừa làm vừa tận hưởng. À, chắc chắn là sai rồi. Không có nói là vừa làm vừa tận hưởng đúng không? Và cũng không nói là không đòi hỏi cái việc phải theo hình ảnh của bản thân, đúng không? Rõ ràng là người ta nói là người ta sẽ làm sao đấy để cho cái hình ảnh theo cái hình ảnh ở trong đầu mình ấy, và hình ảnh thu được thực tế nó làm sao đây nhỉ? Nó mang tính chất là thống nhất với nhau, cho nên hoàn toàn không yêu cầu gì là không đúng, và cũng không phải là vừa làm vừa tận hưởng nhá. Nên là câu 1 sẽ sai. Câu số 2 này. Jibun no imeji ni chikazukete shusen o kasaneru uchi ni deki agatte iku. Câu này một câu cũng tương đối là dễ nhầm lẫn. Đấy, thường trong một đề thi ấy, nó sẽ có hai đáp án chúng ta loại trừ khá là dễ, và hai đáp án tương đối là khó loại trừ. Thì trong trường này sẽ là đáp án số 2 là một trong những đáp án khó loại trừ này. Chúng ta cùng xem người ta nói gì nào. Đó là ấy, trong lúc đúng không? Trong lúc mà gì nhỉ? Trong lúc mà lặp đi lặp lại cái chỉnh sửa ấy, cái quá trình chỉnh sửa để làm gì đây? Để khiến cho nó gần với hình ảnh của mình. Đấy, thì cái tác phẩm nó sẽ ngày càng hoàn thiện, ngày càng được hoàn thành. À, cái này thì nghe thì có vẻ là đúng đúng không nhỉ? Thế nhưng mà thực ra là chưa đủ, đúng không? Không phải là
gì đây? Không phải là nó hoàn thành khi chúng ta làm như thế này nhá. Đấy. Ở bài ấy nó cũng không hẳn là nó viết là lặp đi lặp lại cái việc chỉnh sửa này. Cái thứ hai là gì nhỉ? Còn thiếu đúng không? Đó là gì? Đó là có những cái giai đoạn mà phải chấp nhận từ bỏ, có những bước, có những chỗ phải chấp nhận là từ bỏ chứ không phải là gì? Chứ không phải là lý tưởng hóa. Đấy, như này có nghĩa là lý tưởng hóa theo cái hình ảnh mình mong muốn. Nên là câu số 2 mặc dù nghe có vẻ đúng nhưng mà chưa đủ loại này. Câu số 3 nhá. Omoi egaita koto to genjitsu no katachi o chousen shi tsuzuke aru tokoro de dakyo suru. Đó là gì nhỉ? Đó là tiếp tục điều chỉnh đấy, cái hình đúng không? Giữa cái hình thức đúng không nhỉ? Ở trong thực tế với những gì mà mình mường tượng ra, những cái gì mà mình nghĩ tới. Và gì đây? Và thỏa hiệp và bằng lòng ở một cái điểm nào đó. À, đáp án đúng chúng ta là đáp án số 3 rồi. Thì hai câu mà dễ gây nhầm lẫn là 2 với 3. Ở câu này người ta sử dụng hình thức ikae. Các bạn lưu ý nhá. Thứ nhất, đó là gì đây? Đó là cái gọi là đây, omoi egaita koto đây này, cái điều mà mình gì đây? Cái điều mà mình hình dung ra ấy, điều mà mình mường tượng ra ở đây ấy, nó chính là gì nhỉ? Jibun no atama no naka no imeji đúng không? Đấy. Dùng câu này người ta dùng ikai rất là nhiều. Tiếp theo, genjitsu này, thực tế này. Cái mà gọi là genjitsu ở đây ấy. Đây, genjitsu no katachi ở đây chính là gì? Genjitsu no katachi ở đây chính là gì? Chính là ở trên bài có nói đấy, chúng ta cùng quay lại bài xem nó viết là gì nhá. Đây, cái này. Deki agatte kita imeji. Đó. Cái hình ảnh là gì đây nhỉ? Cái hình ảnh mà đã hoàn thành, cái hình ảnh mà thu được ấy, nó chính là cái này. Tiếp theo, thế còn chỗ nào là cái chỗ mà gọi là tiếp tục điều chỉnh đúng không? Đấy, liên tục điều chỉnh. Nó chính là cách nói khác ikae của cả cái đoạn này. Đây. Đây này. Lặp đi lặp lại đúng không nhỉ? Rất là nhiều công đoạn, rất nhiều thao tác. Đấy. Để làm sao? Để khiến cho hai hình ảnh này ấy, nó thống nhất với nhau và xóa đi khoảng cách giữa nó. Tiếp theo, còn một ý cuối cùng ở đoạn sau. Đó là nhiều bạn sẽ bảo là không biết chỗ nào là đa kiều ở đâu. Từ đa kiều này là chữ Hán là chữ thỏa hiệp. Nó có nghĩa là nếu mà như tiếng Việt ấy, hắn ta chịu thỏa hiệp có nghĩa là hắn ta gì nhỉ? Hắn ta chịu chấp nhận đúng không? Hắn ta chịu bằng lòng với một điều gì đó. Đấy. Thì cái từ đa kiều này ấy, nó mang nghĩa là bằng lòng chấp thuận nhá. Đấy. Thì nó chính là cách nói khác của cái gì đây? Đây này, chính là cách nói khác của cái đoạn này. Doko ka de akirame o tsukete có nghĩa là gì nhỉ? Tôi chấp nhận từ bỏ ở một cái đoạn nào đó, có nghĩa là mặc dù tôi làm đi làm lại rất là nhiều thao tác để đạt được cái sự hoàn thiện tốt nhất, thế nhưng mà cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận một chỗ nào đó tôi gì đây? Tôi không thể tiếp tục được nữa. Đấy, và tôi gì nhỉ? Tôi từ bỏ nó, tôi hoàn thành tác phẩm. Vậy thì chính là cách nói khác của gì à? Của Dakyo. Nên là chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 3. Thì cái phần này, cái cách nói ikae của cái phần này nó tương đối là khó hơn những cái đề trước đây. Những đề trước đây thì thường nó sẽ rất là tường minh, tương đối là dễ, nhưng mà cái đề này bắt đầu nó hơi hơi khó mường tượng rồi. Cho nên bạn nào mà không để ý kỹ thì sẽ dễ chọn đáp án 2. Câu số 4 này. Jūbun natoku dekiru made kansei ni mukete sagyō o tsumikasaneru. Đó là gì? Đó là tiếp tục đúng không nhỉ? Tiếp tục các thao tác hướng đến cái sự hoàn thành. Đấy. Cho đến khi nào mà mình cảm thấy gì đấy? Mình cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Chắc chắn là không nói rồi. Nên là đúng là 3. Lưu ý nhá. Luôn có hai câu dễ gây nhầm lẫn. Đặc biệt chú ý đến các ikae. Và xem người ta đã thể hiện điều đó đầy đủ trong bài chưa. Tiếp theo câu số 53. Câu số 53 các bạn nhìn thấy đây là một câu chứa phần gạch chân và đồng thời chứa chỉ thị từ kono. Thì thường các câu này cách làm sẽ tương đối là nhanh, đúng không? Thì chúng ta xem câu hỏi này. Kono ma mono to nani ka? Cái từ ma mono này nó mang nghĩa là bình thường nó mang nghĩa là kiểu như là quái vật, yêu quái. Đấy. Chữ Hán là chữ ma và chữ vật đấy. Tự nhiên lại ở trong tác phẩm lại
có từ yêu quái, chắc là có bạn sẽ nghĩ là à, yêu quái chắc là trong tác phẩm, ví dụ như các bộ phim về quái vật chẳng hạn. Nhưng mà ở trong bài này thì cái từ Mamono này nó là một cái cách nói ẩn dụ nhá, của một cái thứ khác. Đây, ở đây các bạn thấy này, 1, 2, 3, 4 này. Đấy, thì nó là cách nói khác của cái quá trình sản xuất đây, monozukuri. Rất là may cho các bạn, các phương án này nó đều là monozukuri. Chứ nếu mà nó là một cái, tức là nó mà cho một cái danh từ kiểu khác ấy, thì có thể sẽ có bạn chọn sai. Nhưng mà tất cả nó đều là monozukuri rồi, thì cái việc chúng ta chọn ấy, nó sẽ đơn giản hơn. Thì ở đây, từ khóa của chúng ta là từ Mamono nhá. Nó là một từ làm sao? Nó là một từ chỉ những cái gì nhỉ? Những cái điều mà mang tính chất hơi tiêu cực một chút. Đấy, chúng ta sẽ lên chúng ta xem. Với câu hỏi chứa phần gạch chân và chứa chỉ thị từ cố nô ấy, thì thường đáp án sẽ ở phía trước. Chúng ta xem câu đấy nó ở đâu. Đây các bạn nhìn thật kỹ cái câu đấy đây. Đây câu đấy đây. Itsuka wa kono mamono kara nogarete kokoro yasuraka na hi ga otozureru no muso shinagara. Đó là gì đấy? Đó là à một cái ngày nào đó đúng không? Ở đây có từ muso, đây có nghĩa là tưởng tượng này, hay là mơ mộng, mộng tưởng, mơ tưởng. À, mơ tưởng về một cái lúc nào đó, đúng không nhỉ? Đấy, một ngày nào đó mà gì đấy, có thể thoát khỏi cái con quái vật này, đúng không nhỉ? Và ngày mà con tim, đúng không, trái tim được bình yên, trái tim cảm thấy gọi là bình yên đấy. Rồi, vậy thì các bạn thấy nhá, ở đây này, nó có cái cụm từ là thoát khỏi con quái vật này, đúng chưa? Thì ở trên các bạn thấy rõ ràng nó đang gì đấy? Nó đang có cái cụm là monozukuri ni owarete iku, đó là bị gì đây nhỉ? Bị dồn ép, bị đuổi bởi cái điều này. Đấy, vậy thì chúng ta thấy rồi, thoát khỏi này và bị đuổi bởi, vậy thì cái gì đây nhỉ? Cái kono mamono nó chính là monozukuri. Đây là cái cách làm giả sử khi mà gì đấy? Khi mà bốn đáp án của chúng ta ấy, nó không cùng đưa ra cái từ monozukuri, nhưng rất may bốn đáp án nó đều là từ monozukuri. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ xem cái thể hiện của cái monozukuri này là gì. Đây các bạn sẽ xem nhá, cụ thể nó là gì này. Thì nó cả một câu phía trước tương đối là dài, cho tôi quan sát. Animation ni kagirazu creator wa okare sukunakare tada tanoshii bakari dewa naku konna omoi o shinagara tsugi koso wa jibun no besto o katachi ni shiyou to hibi marude Chugyo no yo ni monozukuri ni owarete iku no dewa nai deshou ka. Một biểu hiện siêu chối yoga này khá là quan trọng. Rồi chúng ta cùng xem câu này người ta nói gì đây. Nó là gì? À, không chỉ đúng không? Không chỉ ở mỗi anime đấy mà gì? Mà creator lại là một cái phần chú thích tiếp. Chúng ta cùng xem người ta chú thích cái đây là gì nhá. Sozo teki na shigoto ni tazu sawatte iru hito, đó là những người gì đây nhỉ? Những người mà làm việc mang tính sáng tạo. À, đây là người sáng tạo nội dung đấy. Rồi, chúng ta cùng xem này. Không chỉ dừng lại ở anime, không chỉ giới hạn ở anime mà những người sáng tạo nội dung ấy, dù ít dù nhiều, họ sao nhỉ? Họ không chỉ, đúng không? Họ không chỉ toàn là những cái niềm vui, không chỉ toàn là vui vẻ không thôi, mà sao? Họ vừa nhá, họ vừa phải nếm trải những cái suy nghĩ như thế này. Các bạn thấy có từ konna omoi, vậy chắc chắn những suy nghĩ như này là những suy nghĩ như thế nào sẽ ở đoạn trước nữa, đúng không? Những cái thể hiện suy nghĩ. Tí chúng ta xem tiếp. Rồi, họ vừa phải nếm trải những suy nghĩ như này, họ vừa làm sao? Họ vừa bị, đúng không nhỉ? Họ vừa bị dồn ép vào cái quá trình sản xuất, đúng không? Mỗi ngày ấy, họ đều bị dồn ép vào cái quá trình sản xuất, giống như thể là shugyo, đây là chữ Hán là chữ tu và chữ hành nhá. Đấy, tu hành ở trong tiếng tiếng Việt mình luôn đấy, tu hành khắc khổ đấy. Đó là gì đấy, cụ thể là gì nhỉ? Tsugi koso, chính cái lần tiếp theo ấy sẽ phải gì đây, sẽ phải biến những cái gì đây, những cái gì tốt nhất của bản thân thành tác phẩm đấy, thành cái hình thức mà gì đây nhỉ, thành cái hình thức mà bộ anime đó cần thiết. Rồi
Vậy thì chúng ta thấy rằng cái con quái vật người ta muốn nói đây chính là cái quá trình sản xuất. Đấy, là quá trình mà gì nhỉ? Vừa phải có những suy nghĩ như này để tạo ra những gì tốt nhất. Thì các bạn xem tiếp xem là cụ thể là côn nó ố môi nó là gì. Thì chúng ta xem những cái nào diễn tả cái suy nghĩ cảm xúc này. Đây, các bạn thấy có cái câu này là một này. Đúng chưa? Đó là gì đấy? À, itatamare nai omoi ga shimasu. Itatamare nai nó giống như kiểu là cái sự xấu hổ muốn độn thổ ấy. Có nghĩa là không tự tin, không đủ dũng khí để có mặt tại cái địa điểm đó, muốn gọi là muốn tránh xa, muốn rời đi. Hay là ở đây có cái từ gì nhỉ? Một cái diễn tả suy nghĩ nữa đấy là gì đấy? Kokai bakari ga ukande kite, đúng không? Đó là gì đây? À, chỉ nảy ra, chỉ phát sinh ra toàn là những cái điều hối hận thôi. Vậy thì có nghĩa là cái quá trình sản xuất này là quá trình họ làm sao? Họ cảm thấy hối hận rất là nhiều, đúng không? Đôi khi cảm thấy là họ không đủ dũng khí để có mặt tại thời điểm gì gì đó nữa phía trước này. Và gì nhỉ? Họ vừa có những cái trải nghiệm, vừa có suy nghĩ như vậy, họ vừa cố gắng biến những cái gì tốt nhất của mình thành một tác phẩm. Vậy bây giờ chúng ta xem cái nào là giống đấy nhất thì các bạn sẽ chọn. Những cái câu mà trong phần gạch chân này thì thường nó sẽ tương đối dễ hơn so với những câu khác. Các bạn quan sát này. Ví dụ câu 1 nhá. Câu 1 là Gaman dekinai kurai taihen de sakuhin zukuri wo yamete shimaitaku naru mono zukuri. Đó là cái quá trình sản xuất mà gì đấy? Mà vất vả nhá. Đến mức này, kurai đến mức mà không thể chịu đựng được. Và đến mức làm sao? Muốn từ bỏ cái việc tạo ra các tác phẩm. Chắc chắn là điều này là không đúng với những gì chúng ta vừa mới tìm hiểu ở trên rồi. Loại này. Câu số 2. Kokai ni nayama sare nagara natoku dekiru sakuhin o mezashi tsukeru monozukuri. Đó là gì nhỉ? Đó là cái quá trình sản xuất ấy. Mà gì đấy? Mà tiếp tục nhắm đến, hướng đến những cái tác phẩm mà khiến cho mình có thể hài lòng, đúng không? Mặc dù là bị gì đấy, mặc dù là bị cái nỗi hối hận nó dày vò, nó dằn vặt. À, giống rồi, đáp án đúng chúng ta là 2. Xuất hiện rất là nhiều từ ikae, đúng không? Ví dụ cái gì nhỉ? Cái gọi là kokai ni nayama sare nagara ấy, nó chính là gì đấy? Nó chính là kona. À, nó chính là cái từ ở trên người ta nói là gì nhỉ? Kona omoi o shinagara, đúng không? Mà cụ thể cái kona omoi là gì thì ở đoạn phía trước nhá, đúng không nhỉ? Nó chính là cái việc mà hối hận đấy. Cái tiếp theo là gì đấy? Cái tiếp theo là tiếp tục hướng tới những tác phẩm khiến cho mình cảm thấy hài lòng, thỏa mãn. À, cái này là cách nói khác ikae của cái gì nhỉ? Câu này nó tương đối dài, chúng ta xem ở đoạn trên nhá. Đây. Chính là cái cụm này. Tsugi koso wa jibun no besto o katachi ni shiyou to. Đấy. Nó chính là cái cách nói khác của cái việc là tạo ra một cái mà mình có thể chấp nhận được, có thể hài lòng thỏa mãn với nó. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 2. Câu số 3 này. Câu số 3 người ta sẽ bẫy bởi vì người ta các bạn thấy xuất hiện từ besto. Nhưng mà các bạn xem cụ thể nó là gì. Jibun no besto no katachi ga wakaranaku natte shimau yō na mono zukuri. Mặc dù xuất hiện cả cụ nguyên si đó là jibun no besto no katachi, đúng nhỉ? Đó là cái hình hài, đúng không? Cái hình thức mà tốt nhất của bản thân. Đấy. Thế nhưng mà vấn đề ấy, nó không có cái gọi là trở nên không hiểu cái đó. Hoàn toàn cái này là sai nhá. Đấy. Cho nên là những cái câu nào mà nó bê nguyên si xuống ấy thì khả năng rất cao là cái đấy là nó gây bẫy các bạn. Chưa đúng, chưa chắc đúng đâu. Không phải là cái gì nhỉ? Không phải là cái quá trình sản xuất mà gì đấy. Mà không phải là cái việc sản xuất mà gì đấy. Mà trở nên là không biết, không hiểu được cái hình ảnh tốt đẹp nhất mà bản thân mình tạo ra là gì. Câu 4 nhá. Sakuhin o tsukuri oeru tabi ni kiryoku o ubawareru yō na mono zukuri. Là việc sản xuất mà mỗi lần mình hoàn thành một tác phẩm ấy thì động lực lại bị lấy đi. Chắc chắn là không nói rồi. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 2. Tiếp theo, câu số 54. Câu 54 thông thường nó sẽ là tổng kết lại nội dung của bài, những điều mà bài muốn nói nhất. Thì các bạn theo dõi câu hỏi. Câu hỏi là Sōsaku surukoto ni tsuite hissha no kangae ni au no wa dore ka. Đó là về cái việc sáng tác ấy thì điều nào hợp với suy nghĩ của tác giả.
các bạn là xem này, đây, về việc sáng tác đúng không? Thì các bạn thấy xuất hiện cái từ sáng tác ở đâu? Xuất hiện từ sáng tác ở này. Vậy thì khả năng rất là cao ấy. Cái nội dung mà chúng ta cần tìm nó sẽ nằm trong hai đoạn này đúng không? Và nó cũng gì nhỉ? Nó cũng gần như là cái đoạn cuối cùng rồi. Hai đoạn cuối cùng của bài. Vậy thì thôi, chúng ta sẽ xem là gì nhỉ? Xem là người ta viết cái phần gì ở trong đây nhá. Ở trong đoạn này nhá. Người ta viết như sau này. Genjitsu sekai ni wa tsurai koto ya omoi dori ni naranai koto mo takusan arimasu ga sousaku katsudou no naka seishin no sekai de jiyū ni hane o nobaseru toki soko ni wa hoka no iroro na tanoshii goraku de wa ajiwaenai fukai yorokobi ga ari sore ga kono mamono kara nogare rarenai riyū no hitotsu desu. Đó là gì đây? À, ở trong cái thế giới hiện thực ấy, ở trong cái thế giới thực ấy, có rất là nhiều đúng không? Takusan arimasu, có rất là nhiều những cái điều mà đau khổ, đớn đau. Có rất là nhiều những cái điều mà không theo những gì chúng ta mong muốn, chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà, này, thì quan trọng hơn là cái đằng sau từ nhưng nhá. Mặc dù hiện thực là vậy, thế nhưng mà, khi đúng không? Khi mà có thể, đúng nhỉ? Có thể dang rộng đôi cánh tự do trong cái thế giới tinh thần, đúng không nhỉ? Trong hoạt động sáng tác ấy, đấy, thì làm sao? Thì sẽ có một cái niềm vui rất là sâu sắc, một niềm vui rất là sâu sắc đấy. Mà gì? Là cái niềm vui mà chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ không thể nào mà nếm trải được, không thể nào mà tận hưởng được. À, jiwaự đây là tận hưởng nhé, thì thể khả năng phủ định có nghĩa là không thể. Chúng ta không thể nào tận hưởng và không thể nào mà nếm trải được ở trong những cái loại hình giải trí khác. Đấy. Sore ga kono mamono kara nogare rarenai riyū no hitotsu desu. Và đây ấy là một trong những lý do khiến cho chúng ta không thể nào mà chạy trốn được, trốn thoát được khỏi cái con quái vật đó. Ở trên người ta đã nhắc đến con quái vật mà chúng ta vừa tìm ra phương án, đó là gì đấy? Đó là cái việc mà trong lúc chúng ta sản xuất, đúng nhỉ? Ở đây cụ thể là sản xuất anime ấy, vừa sản xuất vừa làm sao? Vừa chịu rất là nhiều cái dày vò, rất là nhiều cái khổ cực, đúng không nhỉ? Rất là nhiều cái sự hối hận. Bởi vì chúng ta luôn luôn mong muốn có được những cái điều gì đó tốt nhất. Chúng ta không thể thoát được nó bởi vì sao nhỉ? Bởi vì ấy, ở trong cái thế giới này, đấy, chúng ta có được một cái niềm vui mà những cái bộ môn nghệ thuật khác không thể nào mà có được. Đấy, thì đại ý của đoạn này là như vậy. Tiếp theo này. Soshite kotoba ni wa dekinai kachikan o umaku sakuhin toshite totonoerareta toki sore wa hito no hanno ya hyouka o koeta zettai deki na jujitsukan o attaete kureru mono to shinjite imasu. Đó là gì đấy? Thêm nữa này. Tôi luôn luôn tin rằng khi mà chúng ta nhá, có thể khéo léo, đúng không? Umaku là khéo léo này. Chúng ta có thể khéo léo biến, đúng không nhỉ? Điều chỉnh, đấy. Sắp xếp biến những cái giá trị, biến những cái giá trị quan, những cái thứ mà không thể nào mà diễn đạt được bằng lời ấy, thành một cái tác phẩm. Thì sao? Thì đó, đúng không nhỉ? Nó sẽ là một cái thứ mà mang lại cho chúng ta cái cảm giác mãn nguyện, cảm giác hài lòng tuyệt đối, đúng không nhỉ? Đấy, vượt ra khỏi, đúng không nhỉ? Vượt ra khỏi cái sự đánh giá và cái phản ứng của người khác. Có nghĩa là lúc đấy chúng ta sẽ gần như là không bận tâm đến đánh giá và phản ứng của người khác nữa. Mà gì đây? Chúng ta có được cái cảm giác mãn nguyện hoàn toàn. Rồi, bây giờ chúng ta xem cái nội dung nào giống cái này nhất thì chúng ta xem nhé. Các bạn quan sát này, câu số 54. Đáp án 1. 自分の思い通りにならなくても、人に評価されたときに、充実感が得られる。Đó là gì đây? Dù gì? Dù không theo như những gì chúng ta mong muốn, đúng không? Thế nhưng mà sao? Chúng ta có thể cảm nhận được, chúng ta có thể nhận được cái cảm giác mãn nguyện khi mà được mọi người đánh giá. À, chắc chắn là đoạn sau nó nói là vượt khỏi sự đánh giá người khác, nên là đoạn này là không đúng. Đúng nhỉ? Câu số 2. 自分の世界観を
Omou zonbun hiroge. Sakuhin no naka de hyogen dekita toki ni manzoku dekiru. Ở đây có cái cụm zonbun, từ này có nghĩa là cái sự thỏa thích, đúng nhỉ? Thì ở đây cả cái cụm omou zonbun hiroge có nghĩa là mở rộng một cách tùy ý, đấy, mở rộng một cách thỏa thích. Là việc gì đây? Là cái việc chúng ta có thể mở rộng một cách tùy thích, tùy ý cái thế giới quan của bản thân. Và có thể gì đây nhỉ? Có thể hài lòng khi mà có thể biểu hiện được chúng ở trong tác phẩm. À, đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 2. Tại sao lại là 2? Nó chính là cách nói ikae của cái phần mà chúng ta vừa tìm được ở phía trên, đúng không? Các bạn xem các ikae là gì nhá. Đây, thứ nhất, cái chỗ mà nói là ấy, đây, đó là mở rộng tùy thích cái thế giới quan của bản thân. Nó chính là gì? Nó chính là ikae của cái đoạn này. Đây, 精神の世界で自由に羽を伸ばせる時. Đúng nhỉ? Khi có thể dang rộng đôi cánh tự do trong một thế giới của gì đây? Của tinh thần, đúng không? Tiếp theo, cái ý mà người ta nói là có thể gì? Có thể hài lòng, có thể thỏa mãn khi mà biểu hiện được nó trong tác phẩm. Chúng ta xem nó là IK của cái gì đấy. Đây, IK của cái việc biểu hiện thành tác phẩm là chỗ này nhá. Đó. Kotoba ni wa dekinai kachikan o umaku sakuhin toshite totonoe rareta toki. Còn cái gọi là gì nhỉ? Còn cái gọi là manzoku dekiru nó chính là gì đấy? Đây, zettai teki na jujutsu kan. Thì tự chung lại từ các IK này, đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 2. Câu số 3. Manzoku dekiru sakuhin ni nari sou ni nakute mo kansei saseru to jujutsu kan ga erareru. Đó là gì đây? Dù có vẻ đấy không phải là một tác phẩm mà khiến cho mình có thể hài lòng, thế nhưng mà khi mà nó hoàn thành ấy, thì mình sao đây? Mình có được cái cảm giác mãn nguyện. Chắc chắn là không đúng rồi. Không đề cập đến ở cái đoạn chúng ta vừa tìm này. Câu số 4. Itsuka manzoku suru sakuhin ga tsukureru to shinjite ireba hyouka sareru sakuhin ga tsukureru. Đó là nếu như chúng ta luôn tin rằng một ngày nào đó mình có thể tạo ra một tác phẩm mà manzoku, mà khiến cho mình hài lòng, thì mình sẽ có thể tạo ra được những tác phẩm mà được đánh giá cao. Câu này sai, bởi vì là người ta không đề cập đến cái gọi là gì nhỉ? Người ta không đề cao cái việc đánh giá từ người khác nhá. Quan trọng nhất vẫn là gì đây? À, khi mà mình được tự do thể hiện ấy, thì mình sẽ hài lòng được với những gì mà mình thể hiện với tác phẩm đó. Như vậy đúng đây sẽ là số 2. Thì đấy là cái cách làm của bài này. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là nội dung cụ thể chi tiết hơn người ta nói về cái gì nhá. Chúng ta cùng xem nốt để nhờ những cái phần mà chúng ta chưa dịch này. Đoạn đầu tiên là chúng ta dịch hết rồi đúng không? Đoạn thứ hai chúng ta cùng xem. Tada, sono toki ni wa owatta to omotte mo sukoshi jikan o oite miru to mou sukoshi kou sureba yokatta, aa sureba yokatta to koukai bakkari ga ukande kitte jibun no animation no jōei kai ni tachiau toki wa itatamarenai omoi ga shimasu. Có nghĩa là mặc dù lúc đó là mình nghĩ là đã hoàn thành rồi, đã xong rồi, có phải là ở phía trên người ta đang nói là mình chấp nhận là bỏ cuộc, từ bỏ một đoạn nào đó và mình hoàn thành tác phẩm đúng không? Thế nhưng mà mặc dù nói là vậy đi chăng nữa ấy, mặc dù nghĩ là lúc đấy nó hoàn thành rồi, thế nhưng mà để một thời gian sau, một lúc sau ấy, thì trong đầu mình lại xuất hiện toàn những cái điều hối hận. Đó là lẽ ra là mình nên làm thế này, đúng không nhỉ? Mình nên làm thế kia thêm một chút nữa. Đấy. Và sao? Và khi mà có mặt ở trong cái buổi gì đây nhỉ? Ở trong cái buổi công chiếu, Joekai đây là buổi công chiếu phim nhá. Buổi công chiếu cái tác phẩm phim hoạt hình của mình ấy, thì mình có cảm giác xấu hổ như là muốn độn thổ ấy. Mình cảm giác như là không còn mặt mũi nào mà đứng ở đấy nữa. Không chỉ giới hạn lại ở phim hoạt hình, mà gần như là các người làm công việc sáng tạo, dù ít dù nhiều, không phải là chỉ toàn những niềm vui, mà nếm trải rất là nhiều những cái cảm xúc, những cái tâm trạng như vậy.
và họ bị dồn nén, đúng không nhỉ? Họ bị áp lực bởi cái quá trình sản xuất cứ như thể là tu hành khắc khổ vậy. Đó là phải tạo ra những gì tốt nhất đấy ở lần tiếp theo. Và họ mộng tưởng, đúng không? Họ mơ tưởng về một ngày nào đấy mà có thể thoát khỏi được cái con quái vật đó, đúng không? Một ngày mà con tim họ được bình yên. Thế nhưng mà thực ra là sẽ không thể nào mà thoát khỏi được nó. Bởi vì gì? Bởi vì chính khi mà họ được đắm chìm trong cái thế giới tinh thần, trong cái hoạt động nghệ thuật ấy, thì họ được những cái niềm vui mà họ không thể nào mà trải nghiệm được trong những cái lĩnh vực giải trí khác. Đấy. Thì đây là cái nội dung của bài nhá. Thì đi thi ấy, nếu các bạn đã đọc hiểu tốt thì các bạn có thể gì nhỉ? Có thể đọc toàn bộ nội dung và chọn đáp án. Thế nhưng nếu không thì hãy nghĩ đến cái cách mà chúng ta tiết kiệm thời gian, đó là gì? Đó là đọc và dò tìm đáp án. Tất nhiên là mình cũng không khuyến khích các bạn là tất cả là đều đi dò tìm đáp án như vậy. Nhưng nếu mà thế thì các bạn sẽ rất là dễ bị là mắc bẫy của người ra đề. Đấy. Giả sử mà bài nào mà cũng dò đáp án nhanh như vậy thì cái đề thi người ta sẽ không thiết kế dài đến vậy, đúng không? Thì chúng ta hãy kết hợp. Thì hy vọng là video sẽ giải đáp cho các bạn một phần nào đấy cái cách thức làm bài đọc hiểu của N1. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.